Nó rớt. Nó rớt. Đổ ra nha. Ôi toàn cá trạch chứ. Cái này mình đi bắt cá. Con lấy hai cái kia ra đây cho mẹ. Để nó còn phải sữa. Mình tiến mình đi. Ủa cái này của con. Ừ. Lú ra chắc cá về. Sưởi to như thế này chắc cá về mẹ. Ừ. Chắc họ cũng chặt cây để bắt cá hay sao ấy. Để nhanh như mình để bắt cá luôn. Đấy, cái này là xếp vào. Cái này là cái bông này. này dây này cho đủ rồi con ạ. Con ăn không vớn đủ ạ. Để xếp ăn. Con xếp như mẹ có đủ. Con hồng mẹ mang cái này nhé. Thật nhé con nhé. Cứ đợi mẹ nhé. Dạ. Lấy cái này đi mình nốt. Con đứng ở đây được mẹ. Không được xuống. Bắt hộ con cho kem xuống số nông nông này nhé. Con cũng như cái lá trên cửa ấy. Con làm một cái hố. Con phải lên một cái cát bên dưới này con vào đây. Làm nên một thứ răng đây này. Bây giờ con ở đây đợi mẹ này nhá. Con không được đi đâu nhá. Ok. Đây mẹ bảo này. Đứng dậy. Không được đi vào kia nhá. Ở đây chơi để mẹ nhá. Nhớ chưa? Nó rớt. Không là đi đâu nhá. Nha. Ở đây đợi mẹ. xong đi. Con đang chặt cái này, con làm cái xe tăng. Anh nhầm con làm cái chả nước để rửa tay. Mẹ chặt cái này đi được con. Con này cái này. Con này ở đây đợi mẹ nhé. Ừ. Không được đi ra kia đâu nhé. Ừ. Nhớ đợi nhé. Đi chặt là nước không? Ừ. Ôi, con không được ra chỗ sâu nhá. Vâng ạ. Ở đấy đợi mẹ nhé chưa? Vâng. Một lúc thôi. Vâng. Con vút lên một thanh lam của đại. Mua đấy nữa. Đọc nhá. Rồi, tìm con này này. Ui ô, xa thật. Ôi, được nhiều đấy. Ôi. Hết rồi. Mày quá. Này cá chạch ấy. Được Đấy, đấy, để mẹ cho cái này ra. Cái này có không? Có. Ô, cái này có đây. Nhiều quá. Hôm nay mua nhiều cá. Ôi, toàn cá trạch chứ. Hết rồi. Cái này hết rồi. Cái này nhiều cá trạch quá. Ôi. Chẳng có con cá trắng này. Đây này. Này quá nhỉ. Ôi xíu. Thế rồi. Để mẹ xem cái to. Lắm. Con bắt vào đây nó cột ra đấy. Lấy cái này vứt đi. Đấy. Nhiều đấy nhỉ. Ui. Đây bọt. Bọt quá. Phải cá chặt nó nhiều bọt đấy. Đấy, đâm. Cho cát vào. Đó. Ôi, đi đi. Nhiều cá trạch ở đây, nước lú này. Mẹ ơi. Cái này đừng nhiều phết nhỉ. Yeah. Này, sướng nhỉ. Hai tí này mang đi bán. Bán ở trên này nhé. Này. Con ra đây này, ra chỗ đây này. Này, con này nữa này, cho con to này. Chào cậu. Đây, chờ đi đi. Bắt hết. Cậu ra đây này. Chào cậu. Đi đi. Ăn nước này đi đi. Đi đi. canh thảo này nhá. Không. Đây lấy cái này. Anh ơi, con này là chôn quá. Con tìm con dao. Cái này mình bỏ đấy nhỉ thầy nha. Còn hôm nay mình lại bắt. Cái dây ấy chợ cho mẹ nhận cho mẹ này. Con xin yêu của mẹ đây rồi. Con xin yêu của mẹ đây rồi. Ở đây này. Con hai tay cầm ra đây. Thôi nước nó cái nước nó bẩn quá. Thay quần áo luôn. Thay quần áo. Thay quần áo đi. cá em. Vâng, lấy cá đi. Cái này chạch thôi, chạch ở suối em. Lũ nó nhiều lắm, nay em đi bấy được. Anh lấy một cân. Ui, đúng một cân luôn. 50.000 anh ạ. 50.000. Cảm ơn anh nhé. Em 50.000. Đúng một cân, 50.000 chị. Cái cá đấy. Cái này ngon đấy. Bắt hôm nay bấy ở suối. Có kéo không? Đấy vào đây tiền đồng quá. Ui dồi, siêu thế, đúng 1 cân, 50.000 này. Ừ, đúng đấy. Con đây không có đâu mà nhé. Cảm ơn nhé. Hai người làm đâu, ba người làm tí nữa đi. Ít nữa thôi là được. Tao cũng mấy hết rồi, bây giờ nó khép tán nhiều ấy, nó không phải phát nhiều như ngày trước ấy. Cái hồi lại chỉ cân mấy cân đây? Lấy hết, biết đưa đấy. Cái chị đấy. Chả phải lo lắm. Chín lạng vào đâu? 30.000. Cảm ơn đấy. Duyên lành. Chưa bảo là chưa sâu đấy. Đấy. Đi về thôi con ạ. Này là thay nó rẻ hơn à? Hả? Cái đầu trên đầu là nó bé hơn nó rẻ hơn à? Có. Nó không phải giá của nó.